Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sẽ không có cách mạng lớn, nhưng chính sách của Việt Nam đang thay đổi. Ngày 25 tháng 6, AFI tiếng Việt bình luận đón Putin, Việt Nam có đang thay đổi chính sách hay không? Theo đó, trong 3 tuần qua, Việt Nam thực hiện 3 động thái liên tiếp về mặt đối ngoại. Cử Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tham dự khói BRICS ở Nga ngày 11 tháng 6, không tham dự hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ và sau đó đón Tổng thống Nga Putin từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. AFA nêu câu hỏi của giới quan sát rằng những điều đó có phản ánh một định hướng chính sách mới nào của Việt Nam hay không? AFA dẫn lý giải của nhà nghiên cứu Hoàng Vị cho rằng đối với Việt Nam thì cuộc chiến Ukraine trở thành cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga. Việt Nam không muốn bị lôi kéo vào xung đột này. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình cho Ukraine ở Thụy Sĩ không có mặt của Việt Nam dường như có mục đích chỉ trích Nga nhiều hơn. Đối với khói Biric, theo ông Hoàng Việt, Việt Nam đã xem xét gia nhập khói này từ năm ngoái và quan điểm không loại trừ khói nào miễn là có lợi. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Ông Việt nói Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Mỹ nhưng không có nghĩa là Việt Nam chiều theo Mỹ. Tương tự, Việt Nam thân với Nga và chịu ảnh hưởng từ Trung Quốc nhưng không phải cái gì Việt Nam cũng nghe theo Nga và Trung Quốc. AFA dẫn quan điểm của luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Ottawa cho rằng có hai vấn đề cần chú ý. Một là có hay không Việt Nam thay đổi chính sách đối ngoại, hay là đánh giá thế nào về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng với thế giới tự do nói chung. Luật sư Khanh cho rằng cần đặt những sự kiện này trong bối cảnh chính trường Việt Nam biến động rất mạnh. Ai hay bên nào đang chiếm thế thượng phong và chi phối chính sách đất nước lúc này và những năm sắp tới? Ông Khanh phân tích, chúng ta vẫn phải dò đường, quan sát từng động thái một. Nhất là chúng ta cần quan sát nhóm ông Tô Lâm và nhóm mà các nhà quan sát đều cho là đang lên. Ông Tô Lâm là một nhân vật xuất thân an ninh, tức là nắm tình báo và sự an nguy của chế độ đó. Người làm về an ninh thì thường có những quyền biến mà chúng ta không thể nào đoán trước được. Luật sư Khanh cho rằng sẽ không có một cuộc cách mạng quá lớn, nhưng chính sách của Việt Nam vẫn đang trên bước đường thay đổi mà các nhà quan sát vẫn chưa thể biết được sự thay đổi đó sẽ diễn ra như thế nào. Và đây là hình ông Putin được ông Tô Lâm đón tiếp theo nghi lễ cấp nhà nước. Theo ông Khanh, không phải Việt Nam ngã hẳn vào trục, Mạc tư khoa và Bắc Kinh vì ba sự kiện nói trên và Hà Nội dường như có một sự đánh cược rất lớn vào động thái mời và tiếp đón Putin vì Hoa Kỳ đã phản ứng rất rõ ràng. Cũng có thể Hà Nội muốn gửi một thông điệp nào đó cho Tòa Bạch Ốc thông qua chuyến đi này của ông Putin. Vẫn theo luật sư Khanh, trọng tâm chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Putin tập trung vào 3 vấn đề chính. Thứ nhất là hợp tác quân sự, an ninh quốc phòng. Ở lĩnh vực này, Việt Nam muốn Nga hợp tác chuyển giao một số công nghệ chế tạo vũ khí sát thương cho Việt Nam. Việt Nam không chỉ muốn mua vũ khí mà muốn tự chủ hơn về năng lực sản xuất vũ khí. Hai là về chính trị và ngoại giao, Việt Nam giúp Nga tạo thế thoát khỏi sự bao vây, cô lập của Mỹ và phương Tây do cuộc chiến Nga Ukraine. Đồng thời Nga cũng dự kiến tạo dựng lại chỗ đứng của mình trong khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ngược lại, Việt Nam cũng muốn dùng Nga để cân bằng với Trung Quốc, Mỹ và phương Tây. Cuối cùng, về kinh tế và thương mại, Việt Nam có thể muốn Nga hỗ trợ để tham gia khối BRICS, đồng thời cũng để tăng tỷ trọng thâm nhập thị trường của Nga. Và Nga cũng muốn tăng cường giao thương với Việt Nam do đang bị Mỹ và phương Tây bao vây kinh tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin sẽ không có cách mạng lớn nhưng chính sách của Việt Nam đang thay đổi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ ra đi. Ngày 26 tháng 6, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, cả Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ đi hết. Tô Lâm đang kiểm soát toàn bộ cuộc chơi. Ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy, Tô Lâm đốn ngã Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng ban nội chính Trung ương, là nhằm xử lý Phan Đình Trạc, cấp trên của ông Yên trong ban nội chính Trung ương, tức là đánh vào người cầm đầu phe Nghệ An. Và đây là hình chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú bên trái và Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương bên phải. Phức tạp hơn là trường hợp ông Đinh Tiến Dũng bị trút phế mới đây, mục đích của Tô Lâm không chỉ là làm trống thêm một ghế trong bộ chính trị để có cơ hội đưa người của phe mình vào thay thế mà còn nhắm vào một mục tiêu khác nữa. Ông Đinh Tiến Dũng trước đây thuộc phe Ninh Bình của cố chủ tịch Trần Đại Quang, nhưng sau khi tổng trọng triệt hạ phe cánh của ông Ba Dũng cũng như tay chân của ông Trần Đại Quang, Đinh Tiến Dũng đã quay xe đầu quân cho phe Nghệ An và được nâng đỡ thăng tiến rất nhanh. Có thể nói, ông Đinh Tiến Dũng là cái bóng của Vương Đình Huệ, kế nhiệm ông Huệ trong mọi chức vụ, từ Tổng Kiểm Toán Nhà nước đến Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đến Bí thư Thành ủy Hà Nội. Do đó, Tô Lâm đánh vào Đinh Tiến Dũng cũng là chủ đích nhắm vào việc triệt hạ Phan Đình Trạc, người cầm đầu phe Nghệ An hiện nay. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, tức người cầm đầu phe Hà Tĩnh phải răm rắp thực hiện mọi yêu cầu của Tô Lâm. Kể cả việc đề nghị xử lý đối với hai nhân vật là Nguyễn Văn Yên và Đinh Tiến Dũng cùng phe Nghệ An của mình, cho thấy Tô Lâm đang làm chủ cuộc chơi. Và đây là hình Tô Lâm, người đang làm chủ cuộc chơi và có khả năng cao sẽ trở thành tổng bí thư trong tương lai gần. Được biết ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, quê xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13 trưởng ban nội chính trung ương từ tháng 2 năm 2016 đến nay, đồng thời là phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đại biểu quốc hội khóa 15. Ông Trạc tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, ngành điều tra tội phạm, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị. Ông từng có nhiều năm công tác trong ngành công an, là giám đốc công an tỉnh Nghệ An, giai đoạn năm 2001 đến năm 2005. Giữa ông Trạc và ông Tô Lâm có ân oán, đó là việc ông Trạc muốn nhảy ra giành ghế bộ trưởng Bộ Công an của Tô Lâm sau khi ông Võ Văn Thưởng rất đại. Theo đồng đoán, ông Trạc làm điều này theo chỉ đạo của ông Trọng, tuy nhiên không thành công. Còn ông Trần Cẩm Tú sinh năm 1961, quê quán xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông được bầu làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 5 năm 2018 đến nay, đồng thời làm phó trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và 13, ủy viên Bộ Chính trị và thành viên ban bí thư khóa 13. Ông Tú có học vị tiến sĩ nông nghiệp, cao cấp lý luận chính trị. Tuy là người của phe nghệ tỉnh, đứng đầu phe hà tĩnh, nhưng có những đồn đoán rằng ông Tú khá thân cận với ông Tô Lâm. Và đây là hình có tin đồn tổng trọng suy gan giai đoạn cuối. Nếu thông tin trên đây là đúng sự thật, thì cả ông Phan Đình Trạc và ông Trần Cẩm Tú đều sẽ phải ra đi trong một tương lai không xa nằm trong kế hoạch thanh tẩy phe Nghệ An của Tô Lâm. Trong một diễn biến khác, ngày 25 tháng 6, một nguồn tin mật cho Thời báo chấm đề biết, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng suy gan giai đoạn cuối. Theo đó, thông tin này do Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương cung cấp. Tất nhiên, đây vẫn là tin mật của nội bộ đảng. Nguồn tin này cũng cho biết, nội bộ đảng đã gọi Tô Lâm là Tổng bí thư rồi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú sẽ ra đi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.